Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã khởi hành chuyến công tác đến Trung Quốc để tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Chuyến đi dự kiến kéo dài đến ngày 20 tháng 10 và đánh dấu hoạt động đối ngoại đa phương đầu tiên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trong cương vị mới. Hội nghị Vành đai và Con đường lần đầu được tổ chức lại sau một giai đoạn dài gián đoạn do dịch bệnh nên được Trung Quốc cùng các nước rất coi trọng và quan tâm. Sự tham dự của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tại diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần này có ý nghĩa quan trọng trên cả mặt đối ngoại đa phương và song phương, theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao. Chuyến công tác này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và tôn trọng mối quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Đặc biệt, việc này giúp tăng cường hợp tác kinh tế khu vực và toàn cầu, có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế giới phục hồi chậm chạp và nhu cầu về hợp tác kinh tế mạnh mẽ. Trong thời gian chuyến công tác, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ tham gia cùng đại diện của hơn 140 quốc gia và tổ chức quốc tế để thảo luận về những chủ đề quan trọng và động lực mới cho quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Nội dung bao gồm các vấn đề như chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo số, phát triển nông nghiệp hiện đại và thúc đẩy doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tham dự chuyến công tác này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc hợp tác quốc tế và tạo điều kiện để kích thích tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Chuyến công tác của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đến Trung Quốc để tham dự diễn đàn Vành đai và Con đường được xem trọng cả về bình diện đa phương và song phương. Đây là hoạt động đối ngoại cấp cao nhân dịp kỷ niệm 15 năm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Các cuộc gặp giữa lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn tăng cường tin cậy chính trị và tạo cơ hội hợp tác mới. Tham gia hội nghị sau nhiều hoạt động cấp cao giữa hai nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thể hiện cam kết của Việt Nam trong việc hợp tác quốc tế và kích thích tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Sự tham dự của Việt Nam tại diễn đàn này củng cố xu hướng tăng cường liên kết kinh tế khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam có nền kinh tế mở lớn. Cuộc gặp lãnh đạo Việt Nam với đồng nghiệp Trung Quốc và các quốc gia khác tại hội nghị này tạo cơ hội hợp tác mới và trao đổi kinh nghiệm, từ đó tận dụng tài nguyên và mở rộng hợp tác kinh tế. Chúng ta có thể mong đợi rằng việc thúc đẩy hợp tác này sẽ góp phần vào sự phục hồi của nền kinh tế toàn cầu.